Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em lại quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em. Hôm nay lên sóng cho bác một em họa mi này rất là hot, rất là tốt luôn các bác nhé. Chim thuần 85-90% rồi các bác nhé. Chim này có mái sách lồng vẫn hot các bác nhé. Và đặc biệt em này có đôi mắt rất là đẹp và chân mỏ rất là vàng nhé. Mỏ vàng ươm mươm luôn các bác ạ. Em này tam hoàng rồi các bác. Giọng thì hot thì khỏi phải nghĩ rồi các bác. Bây giờ em sẽ zoom sát cho các bác xem cái mỏ của em nó nhá. Các bác nhìn cái mỏ của em nó thì em nghĩ là các bác ok ngay. Đấy, các bác thấy vàng chưa? Úi, mỏ rất là vàng các bác nhá, mỏ rất là vàng. Em này bị mất mấy sợi lông đầu nhá, nên là nhìn cái đầu nó hơi bị xước xước một tí nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu các bác ạ. Nó sắp đến mùa thay lông rồi đấy, các bác thấy không? Mỏ vàng không? Mắt rất là đẹp luôn các bác nhá, họa nét căng đét đèn đẹp này. Đấy, các bác thấy chưa? Chim rất là đẹp nhá. Đấy. Đẳng cấp luôn các bác ạ. Em này mỏ vàng ươm ươm luôn. Chuẩn tam hoàng này các bác nhá. Sách lồng vẫn hot. Đấy các bác thấy không? Bác nào mà thích xem clip hot của em nó thì nhắn tin qua Zalo cho em sẽ gửi clip sách tay hot cho các bác xem để chứng minh các bác biết em chim này sách lồng vẫn hot đây nhá. Đấy các bác xem cái phần mỏ của em nó nhá, sẽ quay chân cho các bác xem này. Đây chân đây chân đây chân đây chân đây đây các bác thấy chưa? Cũng rất là vàng nha các bác nhá. Chân mỏ rất là vàng nhá. Chim vừa hot vừa ăn, rất là đói các bác ạ. Mày vừa mới về xong thôi các bác ơi. Đây, zoom xa cho các bác xem này. Zoom xa cho các bác xem nhá. Đấy, zoom xa các bác xem này. Đấy, zoom xa cho các bác xem này. Xem tổng thể của em chim này nhá các bác nhá. Dáng đứng rất là cao cầu luôn. Em này thì nó thật sự nó cực mau mồm mau mỏ luôn. Nói chung là độ mau mồm mau mỏ em này thì quá là ok luôn ạ. Đấy. Em nó đang hót thì nhìn thấy con ong nên mải vội lên bắt. Đây, bây giờ các bác nghe em ra xách lồng nhẹ nhàng cho các bác xem nhé. Xách lồng nhẹ nhàng cho các bác xem em chi này xách lồng vẫn hót. Đây các bác nhá. Đây chờ tí em zoom cái máy quay ra đi. Đây. Sẽ để tầm này cho các bác nhá. Để em ra xách lồng các bác như mọi lần em vẫn hay quay nhá. Các tầm này các bác nhìn thấy có thể nhìn thấy vào khung hình của máy quay. Đấy các bác thấy không? Đấy chưa các bác thấy không? Bởi vì là một mình em quay em cũng không biết là con chim này nó vào màn hình chưa. Dừng lại lại hót bình thường. Đấy chưa các bác thấy không? Chim rất là dễ chơi nha các bác nhé. Đấy, bây giờ sẽ lên quay cho các bác xem tiếp. Đấy. Các bác thấy không? Em xách lồng vẫn hót bình thường nha các bác nhé. Bởi vì là một mình em quay lên em không biết là như thế con chim nó đã vào giữa lồng được các bác chưa? Đây. Vừa lấy em có em lắc lồng một cái làm nó em chim hơi hoảng nhưng thực ra là vẫn không ảnh hưởng đấy các bác thấy không? Rất là khát nước và đói như mà nghe tiếng kích của điện thoại là vẫn muốn bật là đấu lại cho thắng bằng được.
Các bác thấy một em chim như này có đáng chơi không? Thật sự là quá đáng chơi, đáng chăm sóc luôn. Đặc biệt là cái mỏ em nó rất là vàng các bác nhá. Đây, zoom cho các bác xem một lần nữa cái mỏ của em nó nhá. Mỏ và mắt em này cực đẹp luôn. Ui sồi vàng kìa các bác. Ô lại không nét rồi. Đây xem chân các bác nhá. Ui sồi. Không biết nó nhặt cái gì ấy. Rất là đẹp luôn, chim rất là đẹp luôn các bác nhá. Thôi em xin phép ba dừng video clip tới đây nha các bác nhá. Clip này test rất đủ kỹ cho các bác rồi. Xách tay có, lắc lồng có, hót sát, quay cận cảnh mặt có, và tất cả mọi thứ đều có hết. Chim cao cầu, bóng bộ đẹp, xách lồng vẫn hót, tam hoàng các bác nhá. Bác nào bồ kết em siêu mẫu này thì alo cho em, số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Em xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video clip sau nhá. Em xin chào tất cả các bác.